Chuối là một trong những loại trái cây đầy hấp dẫn, không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng dồi dào mà còn có rất nhiều công dụng. Ngoài những lợi ích sức khỏe thường thấy, loại trái cây này còn có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm. Theo một bài báo nghiên cứu vào năm 2020, chuối đã được chứng minh là có hoạt tính chống lại bệnh cúm đối với nhiều chủng virus. Nếu bạn là người hay bị cúm vặt theo mùa thì có thể thử thêm chuối vào chế độ ăn uống của mình ngay từ bây giờ. Giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ, ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến xếp hàng thứ 3 và có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, tiêu thụ thực phẩm giàu tinh bột kháng như chuối có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Theo một đánh giá vào năm 2013, tinh bột kháng có hiệu quả trong việc giảm viêm và có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng. Tăng cường miễn dịch sau khi tập luyện. Chuối là loại thực phẩm lý tưởng để cung cấp năng lượng cho quá trình tập luyện và giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn luôn được hoạt động mạnh mẽ. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2012, những người ăn chuối trước khi thử nghiệm đạp xe sẽ ít có phản ứng suy yếu hệ miễn dịch đối với các bài tập mạnh, bao gồm mức độ viêm do tập thể dục và stress oxy hóa thấp hơn. Có thể làm giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật. Một nghiên cứu vào năm 2016 được công bố trên tạp chí Nature Immunology cho thấy tinh bột kháng, loại giống như được tìm thấy trong chuối, có thể tạo ra những thay đổi có lợi đối với vi khuẩn trong đường tiêu hóa của con người, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh ghép chống chủ, ngăn ngừa các kết quả bất lợi sau phẫu thuật. Cải thiện sức khỏe đường ruột. Phần lớn các tế bào miễn dịch sống trong đường tiêu hóa làm cho sức khỏe đường ruột trở nên quan trọng. Điều may mắn là chuối có thể giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Theo một bài báo nghiên cứu vào năm 2017, được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Vi sinh vật Hoa Kỳ, tinh bột kháng như được tìm thấy trong chuối có thể giúp vi khuẩn đường ruột có lợi phát triển cũng như thúc đẩy sự trao đổi chất lipid ở cơ thể con người.